Võ Thị Có ở Long Thành Trung cũng mang lên nhà. Dương Thị Thoa, Phạm Thị Bé Hai ở Tân Tâm Thường An Lạc, Nguyên Sự Đường Giúp Tường, Tài Lộc Đường Chí Ý và luôn luôn sắp tất hào quang của các Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đèn qua đăng kìa. Nó để đường đi đó. Chưa thả mà. Chưa. Ai